Rồi ở trong video trước của chúng ta chúng ta đã uh, gọi là có một ví dụ đầu tiên về thằng React rồi thì trong video này này của chúng ta chúng ta sẽ set up cái bước đầu tiên của chúng ta chúng ta làm việc với thằng React chính thức nhé Đó thì để mà set up cái việc đấy thì thực ra thì mọi người chỉ cần vào trong cái việc uh, documentation của thằng React này là nó thấy thôi. Đấy, thì đây các bạn sẽ chọn vào trong phần đấy là Learn React Thì ở đây nó sẽ có các cái ví dụ cho các bạn đây à, Thế nhưng thực chất thì cái xem ở trên trang chủ của cái thằng React này thì nó phải nói là tồi tản nếu tả được Nếu mọi người chọn trong phần GitHub cho mình Rồi trong GitHub này của nó thì nó sẽ cho bạn thấy được cái đây Các cái phần nhìn nó đỡ, nhìn nó đỡ lằng nhằng hơn so bên kia mình cảm giác là thế Mình thấy là thường thì các cái documentation của các cái framework nào chăng nữa thì mình thấy là nó nhìn trên GitHub này nhìn nó cũng 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 gọi là dễ hơn mọi người. Chả hiểu sao. Đó, ok. Thì để mà cái bước đầu cài đặt đầu tiên của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ uh, cài đặt <laughs> cái các thư viện của chúng ta vào trong một cái cái cái, cái app của chúng ta. Đấy, hay là một cái ứng dụng hay một cái web của chúng ta. Thế nhưng nếu thì chúng ta có hai cách, cái cách đầu tiên là trong video trước chúng ta là chúng ta sử dụng thông qua những cái đường link đúng không nhỉ? Thì bạn đã import nó vào trong các script. Thì cái cách đấy thì nó hơi bị thủ công. Thì thường thì các cái các cái frame của chúng ta thì bao giờ nó cũng hỗ trợ chúng ta một cách đó là nó sẽ create new app của chúng ta thông qua các cái packet hay là thông qua npm đúng không nhỉ? Thì đây này. quá ở đây các bạn sẽ thấy này, nó có đầu tiên là một là sử dụng các cái online, hai là add các react vào bằng các thẻ script của các bạn của chúng ta đây được chưa? hoặc cách ba chúng ta là chúng ta sẽ tạo nó thông qua new react app đấy các bạn click vào cái thì đây nó sẽ có thôi thì ở đây nó sẽ cho các bạn thấy này tool trên các thứ này đấy thì đây các bạn sẽ cài đặt nó thông qua cái thằng trình có tên là MPM đấy là lý do vì sao mà mình lại bảo mọi người là cài đặt cái thằng là node js đúng không Đấy, đây node js đây đấy chờ load đấy chờ đợi vào thì cài đặt nhá không lại đến video này vẫn chưa biết gì OK. tí giờ để mà chúng ta có thể thấy được thì ở đây mình sẽ cho người cái thằng uh, uh, React đây. Tí giờ mình sẽ quay trở lại với thằng npm mình vào data programming mình vào thằng React.js. OK, ở đây mình sẽ cmd. Mình nhấn mở thằng này lên. À, kéo rộng đã ra, phóng to lên. OK, thì để mà cài nó thì các bạn chỉ cần gõ là npm install. Uh, uh, Ctrl này đi, rồi xóa, xóa đi. MPM này. MPM install đúng nhỉ? Đấy. Bây giờ thì là create. Các bạn nhớ cái này các bạn viết chính xác nhá. Create, create app. Ok. Thế thôi. Đó, đó thì enter. Thì bạn chỉ cần gõ thôi. Thì sẽ chờ cho nó cài đặt. Thế giờ chúng ta đã chờ nó cài đặt nhá. Cái việc cài đặt nhanh hay chậm thì dựa phụ thuộc vào các cái mạng của các bạn thôi. Thì ở đây mình sẽ mình đã cài đặt rồi mình cài đặt chưa? Hình như cài đặt rồi, cài đặt rồi đã thông báo là nó đã exit thế thôi. Chưa ai rồi thì cũng cứ cài đặt. Cài đặt xong thì nó sẽ cài đặt rồi thì thông báo là cài đặt rồi, mình chả mất thêm cái gì cả. Không lo bị đè vơ version các thứ như cái kiểu cài đặt truyền thống rồi, ok. Thì đây thì đây nó bảo là ơ ừ, mình chưa cài đặt thật mọi người. đấy thì đấy đấy thì đấy cài đặt xong nhá thì đây nó bảo là nó đã thêm cho các bạn một cái là create React app này đúng không? Đấy. Và sẽ thêm 63 mươi package cái đéo gì này, đấy nói chung là đấy. Nhưng quan trọng nhất chúng ta, chúng ta đã thêm được cái thằng này rồi. Ok, thì sau khi thêm xong rồi thì các bạn chỉ cần là gõ là cái thằng gọi là create create app là nó được. Thế nhưng các bạn sẽ xảy ra một cái vấn đề đấy là nếu các bạn cài theo cách này này, các bạn mà cài theo cách này thì bạn chỉ chạy được ở trong cái thư mục React app, React này của chúng ta thôi. Các bạn chỉ chạy được ở trong thư mục này của mình thôi Nhưng mình muốn là mình sẽ phải chạy được trong toàn bộ cơ đấy, Có nghĩa mình bật bất cứ ở một folder nào mình đều chạy được Thì mình sẽ không cài đặt cái kiểu này được, được chưa nhỉ đấy, thì đấy là đấy là lý do Thì bây giờ mình sẽ phải xóa thằng này đi Mình delete đi Ok Rồi, thì để mà cài đặt để nó chạy được ở trong tất cả ấy, Thì khi cài đặt các bạn phải gõ là npm install Và các bạn gạch ngang g cho mình đấy, Có nghĩa để cho nó chạy global Tức nghĩa là folder nào chẳng nữa nó cũng chạy được, được chưa create react gạch ngang app và các bạn enter cho mình đấy, đấy. thì mới gọi thì đây chúng ta sẽ cài đặt theo cách này thì cài đặt xong rồi thì đây nó sẽ cho các bạn thấy đây được chưa rồi thì đã khi cài đặt xong rồi ý, thì giờ các bạn chỉ cần gõ thôi đây này các bạn để quay trở lại với cái thằng này đấy nó hướng dẫn này các bạn chỉ cần gõ là uh, create react app đúng nhỉ đấy. sau đó các bạn viết uh, tên app các bạn ra đây thì các bạn không thích viết cái kiểu này này nhìn kiểu này nhìn nó màu mè quá các bạn có thể gõ là npm Đấy, create app cái cấu trúc kia là cái cấu trúc mới của thằng npm nhé các bạn nhìn khá là lạ đúng không à, thế nhưng không có gì đâu các bạn có thể quay trở lại với thằng đây các bạn vào trong create react app react Đấy, và các bạn vào này thì nó cũng ra cái à, đâu rồi vào readme ok readme và đó vào trong phần uh, getting started đấy, đây thì ở đây nó sẽ cho anh thấy đây tạo xong rồi thì đây các bạn sẽ thấy là tạo kiểu này và sau đấy thì các bạn sẽ truy cập vào trong này và con npm start thì npx này là cái cú pháp mới của cái thằng uh, thằng 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 uh, 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 npm ấy nên là các bạn không thấy nó có thấy các bạn thấy lạ thì không có gì đâu nha cứ vậy mà tiến triển thôi đấy. rồi bây giờ mình sẽ gõ là bây giờ mình chỉ cần gõ là create gạch ngang react gạch ngang app vào các bạn gõ tên mà các bạn muốn để vào ví dụ react uh, suntech. đó đấy các bạn gõ cái đấy, là nó sẽ tạo cho các bạn thôi đây này nó đang tạo ra cho bạn một cái react app có tên là react suntech và đây nó sẽ tải cho các bạn các cái gói của các bạn về đây chờ thôi có phải làm gì đâu đây là một trong những cái điểm rất là hay của cái việc các bạn sử dụng cái các cái frame bên js thường thì nó sẽ cho bạn nó còn phích hết cho các bạn là các bạn chỉ mỗi vậy cốt thôi Đấy, không phải làm bất cứ một cái gì cơ Đấy, chỉ chờ mỗi cho nó chạy thôi thì ở đây chúng ta có hai tùy chọn tùy đoạn chuyên là các bạn sử dụng thằng npm tiếp tục hoặc là hai là các bạn có thể sử dụng thằng react à chết sorry sorry mọi người thứ hai chúng ta thể sử dụng thằng gian thế nhưng ở đây thì mình vẫn sử dụng cái cách truyền thống là chúng ta sử dụng thằng MPM nó hơi lâu một chút nhưng nó 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 dễ nắm bắt cho những người mới bắt đầu nhá thì bạn nào mà quen dùng gian rồi thì bạn cứ vậy mà dùng thôi ở đây thì đây là tùy chọn và cái khóa dành cho cả những bọn bắt đầu cả những cái các cái bạn bắt đầu nữa thế nên là mình sẽ vẫn sẽ sử dụng thằng MPN mà không phải là thằng gian nhá rồi cái việc tạo này thì cứ vậy chờ thôi chả có cách nào chờ đợi là một cái gì đấy mà nó 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 nó, nó, nó sầm lông nhất thì bạn nhớ nhá trong lúc chờ đợi thì đây thì mình sẽ quay ở bên này nhá ở bên sun này đấy. không phải kênh của mình đâu nên là nhiều bạn cứ hỏi ở đâu thì chết à, không thì các bạn thể vào trong cái thằng đây các bạn thể vào trong fanpage này nhá vào trong fanpage này là được thôi ok thì uh, quay trở lại với thằng react phát nào hồi hồi bây giờ mới được 17 nghìn trên 23 18 19 không biết được 80 phần trăm thế nào mất thời gian quá Thực ra mình thấy là cái thời gian Mà khởi động của thằng tạo ra một cái app Của thằng React này nó còn nhanh chán So với hai thằng Pro còn lại Thế nên là các bạn không Mấy cái này thì <laughs> Là hạnh phúc lắm rồi Đó ok Thì khi tạo xong đây nó có cho bạn rất là nhiều Tùy chọn đây Ở đây nó cũng có bảo của bạn luôn này Đấy là một là các bạn sẽ bắt đầu với cái development server là sao là các bạn sẽ bắt đầu một cái server để các bạn phát triển có nghĩa là các deep của chúng ta làm việc với nhau ấy thì chúng ta sẽ chạy là jan start hoặc là npm start đấy và jan build là gì là các bạn sẽ băn cái app đấy vào trong một cái stick file production tức nghĩa là các bạn sẽ gom cái ứng dụng bạn vào trong một file và cái cái đấy các bạn sẽ để đi và các bạn release với khách hàng ấy đấy là jan build gian test là để các bạn chạy ra các cái test runner tức là các bạn sẽ sử dụng các cái mô hay là các cái packet để bạn hỗ trợ cho việc mà các bạn testing cho cái dự án các bạn và gian eject này các bạn là các bạn sẽ dì mu cái tool này của các bạn ra khỏi cái 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 cái, uh, cái project các bạn và sau này thì bảo trì các bạn lại cài lại thế thôi Đấy nhá thì đây nó có bảo các bạn luôn là các bạn sẽ cd này có nghĩa là các bạn sẽ truy cập vào trong cái cái thư mục có tên là react gạch ngang Santec được chưa và khi vào xong thì nó bảo các bạn là Jan Start thì như mình bảo là chúng ta có hai tùy chọn một là chúng ta chạy về npm Start và hai chúng ta chọn về Jan Start thì máy của mình có Jan Start rồi Đấy, thế nên là mình có thể chạy đến Jan Start nhưng ở đây thì mình vẫn chạy lại NPM cho mọi người NPM start Đấy, Và các bạn chỉ cần gõ này thôi Đấy, Là chúng ta chờ cho nó chạy thôi Lại chờ Trời ơi Cái video này chỉ có chờ thôi Đấy, thì nó bảo đang start, starting cái việc uh, server. Thì cổng mặc định của cái trình duyệt mà khi mà chạy, nó chạy với cổng là 3.000 nhá. Đây, mình sẽ paste sang này. Nó chạy ở bên kia rồi đấy, mọi người ạ. Nhưng nó, nhưng đấy là bên màn hình bên kia của mình. Ta, mình tắt đi. Đây, chúng ta sẽ chờ đây này. Nó bảo đang bắt đầu, ok. để biên dịch rồi đấy. Thì khi biên dịch xong, đây này. Thu nhỏ lại. Bạn nhìn nào đây là cái mới nhất nhìn quay quay cuồng cuồng này nhìn ngầu phết đi chứ <laughs> à, thì khi mà đến bước này rồi thì coi như là chúng ta đã tạo ra một cái ứng dụng bằng app với cái thằng package là create react app nhé rồi thì ở trong video này của chúng ta chúng ta sẽ chỉ, chỉ dừng cái bước là chúng ta sẽ tạo ra cái app này của chúng ta trước đã Đấy. thì ở trong cái video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về thằng react này và chi tiết hơn là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái folder structure có nghĩa là cái cấu trúc của thằng folder ở trong React này một chút để khi chúng ta làm việc chúng ta đỡ bỡ ngỡ nhá yeah. Ok, video mình dừng ở đây rồi. Trong video sau của chúng ta chúng ta bắt đầu.